Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại viện Cái Chỉ Hải Thượng Đạn Ông sẽ thực hiện cái chỉ điều trị cho bệnh nhân Đoàn Thanh Tân mắc viêm khớp gối, loãng xương, đau lưng, khó ngủ. Khớp gối là khớp giao của ba xương chính gồm xương đùi, xương bánh chè và xương ống chân. Viêm khớp gối là tình trạng xương sụn tại khớp gối bị suy giảm chức năng do nhiều nguyên nhân gây đau nhức, tê buốt, khó khăn đi lại, thậm chí mất khả năng đi lại. Bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể mắc bệnh, tuy nhiên phổ biến thường là người từ 45 tuổi. Bệnh thường phát triển âm thầm, ít gây ra ảnh hưởng ở các giai đoạn đầu, có thể chia thành 4 giai đoạn của bệnh. Giai đoạn sớm, các triệu chứng ảnh hưởng chưa rõ, sụn có thể bị tổn thương nhẹ. Giai đoạn nhẹ, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, chụp X-quang, thấy xương bắt đầu phát triển nhiều hơn và sụn mỏng dần. Giai đoạn giữa, xương sụn bị tổn thương nặng, người bệnh gặp khó khăn khi đi lại. Giai đoạn nặng, tại khớp gối, ba xương chính chồng lên nhau, xương sụn bị vỡ hoặc không còn. Trường hợp nghiêm trọng có thể gây biến dạng, bại liệt. Các dấu hiệu: thông thường, người bệnh có thể có một số triệu chứng sau. Sau khi ngủ dậy, thường bị đau, sưng, ấn vào cảm thấy nóng, không cử động khớp gối được, cần phải xoa bóp từ 10 đến 30 phút mới đi lại được. Có tiếng kêu khi co, duỗi chân, cảm thấy khớp gối thiếu dịch. Nên chú ý các dấu hiệu trên để tránh bệnh chuyển hóa sang giai đoạn nặng. Thưa quý vị, nếu như không phát hiện sớm và có biện pháp điều trị, bệnh có thể biến chứng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như mất khả năng vận động khớp, teo cơ, dính khớp, bại liệt. Viện Cái Chỉ Hải Thượng Đạn Ông đã nghiên cứu và ứng dụng thành công phương pháp cái chỉ cắt cút trong điều trị các bệnh về xương khớp nói chung và khớp gối nói riêng. Phương pháp này được nhiều chuyên gia đánh giá cao về sự an toàn, lành tính, không gây biến chứng. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.